Trong lúc các lãnh đạo của Malaysia vẫn chưa giải quyết được các cáo buộc tham nhũng, thì nền kinh tế nước này lại đang phải đối mặt với hàng loạt cơn gió ngược từ thị trường bên ngoài. Thưa quý vị. Với dầu thô giảm, các dòng vốn tháo chạy, thị trường chứng khoán giảm mạnh, Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ, đồng đô la Mỹ mạnh lên và đồng ringgit mất giá là những yếu tố đang gây áp lực lên kinh tế Malaysia. Trong khi đó, các nhà hoạch định chính sách vẫn còn đang loay hoay giải quyết chuyện nợ nần và truy cứu trách nhiệm của Quỹ đầu tư quốc gia 1MDB. Mặc dù vậy, mục tiêu tăng trưởng của Malaysia vẫn đang được giữ ở mức từ 4,5 đến 5,5%, bất chấp những trở ngại từ bên ngoài. Trước đó, thống đốc ngân hàng Trung ương cho biết tăng trưởng kinh tế sẽ thúc đẩy nhờ nhu cầu trong nước và sự mở rộng ở tất cả các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Nhu cầu trong nước được dự đoán vẫn sẽ tăng trưởng ở mức 6% nhờ đầu tư tư nhân và sức chi tiêu mạnh mẽ. Về mặt thương mại, thống đốc ngân hàng cho biết tài khoản vãng lai của Malaysia sẽ bị thu hẹp, dự kiến khoảng 2 đến 3%. Trước tình hình hiện tại, điều mà các nhà hoạch định chính sách của Malaysia nên làm có lẽ là xem xét các nguồn thu khác trong bối cảnh giá dầu thô vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi sớm.